Đầu tiên là bơm kim nha mọi người nha. Tất cả nguyên zin. Nếu mà bơm kim mà nó có dấu mỏ thì nó sẽ bị cái, nếu mà có dấu kali thì nó sẽ chóc hết những chỗ sơn này ra anh em ạ. Ba chất luôn. Như mới, máy như mới luôn nha anh em nha. Chào tất cả các anh em nhá. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em có thật nhiều sức khỏe, công việc luôn luôn thuận lợi. Và cũng xin cảm ơn riêng các anh ba anh em ở công ty Bảo Quân, công ty vận tải bê tông này, tất cả xây dựng Bảo Quân ở Vĩnh Phúc em ấy, ở tỉnh Vĩnh Phúc. Thì ba anh đã đến cửa hàng em để mua một để đổi một cái cầu. Xe anh ấy là xe kiểu long 8 tấn, kiểu long 8 tấn bây giờ đang là cầu lắp, anh ấy chuyển sang cầu dầu và vừa đổi xong cái cầu rồi. Và anh ấy lại sang mua một con máy quay chai về để lắp vào con máy. Máy xúc bao nhiêu nhỉ anh? 300. Máy xúc 300 nhá. Mình đổi vào từ con máy xúc 300. Máy xúc của nó là máy gì nhỉ anh nhỉ? Hitachi. À? Hitachi máy là máy điện hay máy cơ anh? Máy cơ. Máy bị hỏng à? Máy bị hỏng à chú? Độ một lần rồi đó. Máy Hitachi của chú ấy, con máy 300 ấy bị hỏng. Thì bây giờ độ con máy quay chai lên thì chú bảo là muốn tìm một con máy đẹp nhất bãi. Thì thực sự là con quay chai này thì nó quá đẹp. Con quay chai này không còn nước, không còn điều gì phải nói nữa. Con này nó phải em sẽ giới thiệu qua con máy quay chai này. Mấy máy của Vù là nó cũng phân khúc như nhau nhá mọi người nhá. Phân khúc của nó như nhau. Nó tầm hai con quay chai của Vù nó như kiểu anh em của nhau ấy. Đồ đạc có thể lắp ví dụ cái lắp cabo thứ này như nhau, đồ đạc hình thức nó như nhau. Con dòng máy này là máy trung áo nhá. Thì em sẽ giới thiệu qua cái lòng với lại cái mã lực với công suất của con máy này một tí. Cái lòng của nó là 1 tấc 27 và vòng tua của nó sẽ là khoảng 2.200 đến 2.200 và mã lực của nó khoảng 300 đến 330 PS. Thì con máy này nó đẹp ở đâu thì em sẽ chỉ cho tất cả anh em cùng xem nhé. Máy này em chưa rửa đâu, thực sự là con máy này nó quá chất, quá đẹp luôn. Đầu tiên là bơm kim nha mọi người nha, tất cả nguyên zin. Nếu mà bơm kim mà nó có dấu mỏ thì nó sẽ bị cái, nếu mà có dấu kali thì nó sẽ chóc hết những chỗ sơn này ra anh em ạ. Và đây những cái chỗ này nếu mà mỏ thì nó sẽ không còn sơn nguyên bản của nó nữa. Còn những cái này là do anh em thợ trong lúc rửa phụt nước vào thì nó có thể bị bong ra, nhưng nếu mà cái nguyên bản của nó thì không ai có thể làm được cả. Bơm kim kẹp chì luôn nhá, kẹp chì vẫn còn nguyên bản, kẹp chì luôn. Thực sự là con máy này là cái giá trị của nó còn rất là cao. Đây mọi người xem này, nếu mà tháo ra thì những cái lốc rè lốc của nó này, thực sự là con máy này quá mới luôn. Lốc của nó còn thật sự là con này nó còn khoảng 90% cơ. Nếu mà máy ở trong nước mà cắt ra thì chắc sẽ không bao giờ có những con máy như thế này mọi người ạ. Vì máy ở trong nước á, thứ nhất là giờ ở trong nước Việt Nam mình ấy, xe trong nước ấy, thì dùng cái giá trị sử dụng của nó không còn, không còn cao, do là đường này, thứ nhất là do đường xá này, thứ hai là do tải trọng và do liên hạn sử dụng. Bên Trung Quốc thì người ta chỉ dùng 5 năm thôi, người ta dùng 5 năm người ta sẽ bỏ ra. Và thứ hai là cái đường của người ta cũng bao giờ cũng đẹp hơn, cái cung đường của người ta sẽ đẹp hơn đường ở bên nước mình. Và thứ ba là cái liên hạn sử dụng của người ta chỉ ít hơn anh em ạ. Vì thế mà máy móc ở bên máy nghĩa địa lúc nào cũng có giá trị cao hơn rất nhiều so với máy ở trong nước nhé mọi người nhá. Mà anh em bây giờ như các anh các bác ở công ty người ta đến mua, người ta có điều kiện thì người ta chỉ muốn không muốn mất thời gian, người ta sẽ mua những con máy thật đẹp thật chất, đồ đắt hơn một tí chấp nhận, vì nói chung là tiền nào của đấy thôi. Đây bây giờ em sẽ quay đến mặt ở trên này cho mọi người cùng xem. Anh em xem này, cái dòng dầu hồ tio, dầu hồ trên này, những con ốc bồ lon ở trên này chưa có một dấu mỏ nhé. Nếu mà có một dấu động chạm cà lê rồi, thực sự là không lấy tiền máy luôn. Máy nó cũng những cái dòng máy này, nó những con máy không phải lúc nào cũng có những con máy đẹp như này đâu anh em ạ. Đây mọi người xem, tất cả còn nguyên zin hết. Và đây là máy này em còn chưa rửa kỹ nhá, nếu mà rửa kỹ thì thực sự là rất là đẹp. Và nhìn nó rửa đi nó hết những cái bụi bặm, cái màu sơn của nó sẽ hở ra đẹp rực rỡ luôn. Đây anh em sang bên này xem, con này là turbo rồi chứ. Cho nó tháo bây giờ xuống. Đây tất cả còn nguyên zin hết nhá anh em nhá, những con ốc này còn nguyên zin hết. Thực sự là máy, những con máy này cả riêng về hổ vô này, máy quay chai ở cơ sở em thì quá nhiều rồi. Anh em thì sợ anh em không có sức mà mua rồi. Máy đẹp và hổ vô máy quay chai bên em thì quá nhiều. Các loại máy Trung Quốc vì em làm chủ yếu về máy Trung Quốc, cả máy Nhật, máy Hàn thì cũng có, nhưng máy Nhật, máy Hàn thì nó sẽ không nhiều bằng máy Trung Quốc. Nhưng riêng máy Trung Quốc thì em là đỉnh của chóp rồi anh em ạ. Đây anh em xem này.
Đây đến cái mặt đằng trước nhé anh em nhé, tất cả còn nguyên zin hết, thực sự là quá đẹp. Con máy này thì không có điều gì phải chê trách nữa rồi. Đây anh em xem, quá mới, được bơm kim. Thì thôi, bây giờ phải không phải để cho ba sếp phải chờ lâu nữa. Em sẽ lổ con máy này để cho ba sếp ở công ty xây dựng Bảo Quân kiểm tra và đánh giá chất lượng. Và em đánh giá chất lượng để cho ba sếp ok là ba sếp sẽ trở về luôn. Bây giờ sẽ cho ba cho anh em thợ lổ để cho các sếp kiểm tra đây. Quá chất. Em du nhá. Đấy, chú xem này cho sướng. Nguyên zin luôn. Quá chất. Quá chất luôn. Như mới, máy như mới luôn nha anh em nhá. Đấy. Vừa rồi em vừa đổ xong con máy rồi nhá, cho bác thợ, bác Thủy này là thợ cả của công ty Bảo Quân. Bác ấy chỉ có chẳng em bác ấy lại vỗ tay bảo là bác ấy bảo thôi chẳng hết này thưởng thêm cho một ít tiền vì máy nó quá chất quá đẹp. Vì thực sự là lúc em mua thì con máy này em chưa lổ đâu, nhưng nhìn cái hình thức, cái kinh nghiệm mình mua máy, những con máy zin nó còn phần trăm giá trị sử dụng còn cao như thế này thì không có nghĩa lý thì không được, hy hữu lắm, trừ khi em không hiểu là hy hữu lắm thì nó mới không được thôi anh em ạ. Thì anh em xem cái video em nổ máy lên đây, con máy hổ vồ, những con máy mới 98% ấy nổ lên phát là khách hàng thường thường cũng chỉ như cái bác Thủy là thợ ấy. Bác Thủy vừa bảo là lỗ chưa đầy một phút bác ấy bảo thôi không phải lỗ nữa cháu ạ, nó quá đẹp vì máy nó còn zin, tất cả nó còn zin đét luôn. Máy này nó thật sự là nó còn khoảng 95%. Tìm được những mua được những con máy như này nhá, không phải lúc nào có tiền là mua được đâu mọi người ạ. Sự máy nó quá đẹp, tiếng lỗ nó cái là hơi hám của nó vẫn còn là còn zip còn khít, nó hơi cái hơi của nó còn là cái là hơi của nó rất là chặt. Mà nghe tiếng nổ nó khác hẳn với những con máy nó sử dụng nhiều rồi, nó nhão rồi. Thì hôm nay đấy hai anh với một chú ở công ty Bảo Quân ra đổi một cái cầu từ cầu 8 tấn cầu lắp sang đổi sang cầu dầu cho khỏe. Thì đã vừa xong đổi xong cái cầu rồi, xe ngoài kia. Thì bây giờ sẽ con máy này coi như là vừa lỗ đã xong rồi nhá. Thì về lắp vào xăng, thật sự là lắp vào con máy Hitachi 300 này không biết bao giờ mới hỏng anh em ạ. Lắp bây giờ ở ngoài Bắc em không biết ở trong miền trong như nào, nhưng ngoài Bắc em á đổi từ lắp vào máy xúc các loại con máy 200 300 đổi sang những cái dòng máy hổ vù ấy, quay chai ấy, sóng máy này rất là nhiều nhá. Thứ nhất là cái dòng máy này á, khi mà hỏng hóc á nó rất là dễ sửa, dễ thay động cơ, mà cái động cơ nó giá thành nó rất là rẻ, và khi mà hỏng hóc những cái lỗi nhỏ ấy, thay đồ rất là dễ nhá anh em nhá. Thì thực sự ra gần đây được rất nhiều tất cả các anh em ở khắp mọi nơi ủng hộ rất cơ sở em rất là nhiều, rất là cảm ơn tất cả các anh em. Càng ngày cái thương hiệu của mình nó càng được nhiều người đón nhận và nhiều người biết đến, cũng xin gửi lời cảm ơn đến tri ân đến tất cả mọi người. Mong sao có thể làm tốt hơn nữa, và mong sao có thể làm tốt hơn nữa để mang lại thật nhiều những sản phẩm thật tốt, thật chất lượng đến phục vụ cho tất cả các anh em hút cát này, chạy xe này và đóng tàu thuyền ở khắp nơi trên cả nước, cả máy gặt các thứ nữa. Thì thực sự là tất cả mọi việc không có điều gì đó là ngẫu nhiên cả mọi người ạ. Không có điều gì là ngẫu nhiên cả. Mình có làm tốt thì người khác người ta mới ủng hộ và ghi nhận. Chứ còn nếu mà mình mà làm không tốt thì không chuẩn thì chắc chắn là càng ngày càng sẽ càng mất đi chữ tín, sẽ không bao giờ sẽ khách hàng người ta sẽ dần dần sẽ mất đi. Sẽ mất đi anh em ạ. Thì qua đây cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Chúc cho mọi người
có thật nhiều sức khỏe và công việc của tất cả anh em luôn luôn thuận lợi nhé. Cũng xin gửi lời tri ân đến tất cả các anh em, mong sao anh em mua máy của em bên cơ sở em về dùng thật bền, dùng thật tốt và kiếm thật nhiều tiền. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo nha. Xin chào.